Xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình bắt gặp một cái tác phẩm rất là độc đáo, một tác phẩm bonsai có cái ý tưởng khá là mới lạ. Lần đầu mình gặp tác phẩm này. Đây là một trong những tác phẩm đang trưng bày ở khu sinh thái của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Và hôm nay trong video này thì đây sẽ là cái tác phẩm đầu tiên mà mình giới thiệu tới quý vị và các bạn. Hợp tác xã có một cái tác phẩm rất đặc biệt. Đấy, một cây tùng La Hán Nhật Bản này nhỉ, tùng kim cương. À, cái đặc biệt nhất là có cái tàn tàn bay này, tàn rơi rất độc đáo. À, cho nên là cái cây này phải đặt ở trên một cái đôn rất là cao. Tạm thời thì hợp tác xã cây gạch đấy, nhưng mà quý vị muốn mua về thì sẽ làm một cái đôn đặc biệt cho cái cây này. Đấy, để phô hết được cái tàn tàn rơi này của nó này. Tàn buông. Cái tàn này của nó là bay từ trên đỉnh này xuống như này là 4 mét rưỡi này. Đấy, tàn bay 4 mét rưỡi. Cái hoành của nó chỗ này là 101 này. Đấy, cây này có hoành thân là 101. Và anh, tác phẩm này nghệ nhân sáng tạo ra là nó đúng là nó đặt ở trên một tảng đá. Đúng rồi. Trên một tảng đá và sẽ đặt cây chỉ phương là cá coi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đã đặt tạm vào chậu luôn. Dạ. Anh em có nhu cầu thì chúng ta về. Đấy. Quý vị về thiết kế lại cái đôn với chậu nữa là trên cái hồ coi nữa thì rất là đẹp. Nó buông xuống hồ coi thì cực kỳ đẹp. Đây là cây cây nhập khẩu anh nhỉ. Đây là cây nhập khẩu đấy. Đấy. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy được cái đồ sộ của cái tác phẩm này, đặc biệt là cái tàn buông này. À. Đấy, với cái tạo hình như này có lẽ là rất là hiếm ở Việt Nam đấy. Đây là một cây rất độc đáo. À. Và nó có nhiều những cái nét kỳ. Tùng kim cương. À. Nghệ thuật nó là sự sáng tạo mà. Sáng tạo thì nó là mỗi một ý tưởng của mỗi một nghệ nhân. Nó truyền cảm hứng gì vào đấy. Và nhiều cái công việc. Đấy, một tác phẩm rất là độc đáo của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Tác phẩm này thì anh em nào kết thì cứ liên hệ với Trần Hiệp nhé. Cây này thì cũng không báo giá trực tiếp ở trên video, nên là quý vị quan tâm thì tất cả những cái tác phẩm khi các bạn gọi điện các bạn cứ thỏa sức mà mặc cả. Chốt mua vừa bán. Đấy, quý vị có thể liên hệ với các bạn này là tôi sẽ đại diện cho bà con. Vâng. Của hợp tác xã bà con nhờ tôi báo là tôi báo như thế thì các bạn cứ mặc cả thoải mái đi nhé. Vâng. Không có phàn nàn bất cứ cái gì, chốt mua vừa bán. Chúng ta có quyền mà. Một tác phẩm độc đáo và hiếm thấy ở Việt Nam. Và nó sẽ được càng ngày càng hoàn thiện thêm. Tùng kim cương nhập khẩu. Đấy, thêm một tác phẩm hoa giấy của hợp tác xã. Đây là một cái hoa giấy tím Huế anh em. Hoa giấy tím Huế. Cái cây dáng rất đẹp. Cái này đợi đến nó ra hoa nữa thì sẽ càng hoàn hảo. Đây là một cây mà có cái to dáng rất đẹp. Đấy, hoa giấy được kỳ đá. Được kỳ
hoa giấy cũng rất nhiều anh em ạ, nhưng để kiếm được một cây hoa giấy có một cái dáng đẹp thì nó cũng đòi hỏi phải rất nhiều công phu. Mà hoa giấy là một loài hoa cũng rất hợp thị trường Việt Nam, nhưng cũng ít khi xuất hiện những tác phẩm hoa giấy đẹp lắm. Cây này kích thước cái báo giá nào ấy? Cây này thì báo giá với anh em là bằng 25 triệu. 25 triệu. Chiều cao là được 1m25. Cao 1m25. Tàn rộng là được 1m7. Tàn rộng 1m7. Anh mình đo cho cổ thân như này này. Cổ thân chỗ này là hoành đo là được 75. Hoành gốc 75. Thế vừa báo giá bao nhiêu nhỉ? Báo giá 25 triệu. 25 triệu tác phẩm hoa giấy như quý vị nhé. Hoa giấy tím Huế. Và đây là một trong những cái tác phẩm nhập khẩu tiếp theo của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long, một cây thông đen Nhật Bản. Hợp tác xã còn nhiều cây nhập khẩu khác thì mình sẽ quay ở các cái video sau. Và anh em có thể theo dõi trên kênh của Trung Viện. Kênh Bonsai Việt Nam, một trong những cây là rất tâm huyết là tìm tòi những cây nhập ngoại, đúng không? Các bạn có thể. Cây thông đen này rất là già, quý vị có thể nhìn thấy bệ rễ của nó. Đóng vảy rồi. Cây đang phát triển rất là tốt. Đấy. Đang bật lộc, lộc non này. Anh cho em một số kích thước này. Sẽ đo chỗ quanh bệ nha chú nhá. Quanh cổ thân này. Quanh cổ thân. Cổ thân là được 45 này. 45. Chiều cao là được 78, đúng với tỷ lệ vàng, tỷ lệ quốc tế rồi. Cao 78. Chiều cao rộng là 80. Rộng 80. Cây này anh em đang chào bán là 40 triệu. Tác phẩm thông đen Nhật Bản hiện có giá 40 triệu quý vị nhé. Một tác phẩm thông đen bonsai rất đẹp. Vậy chi tiết sản phẩm. Đây là một phần cái không gian bonsai tại hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Rất nhiều xanh cổ. Đây là những cái tác phẩm mà bà con xã viên gửi gắm ở hợp tác xã. Đấy, những cái tác phẩm nguyệt quế. Ở đây cái chủng loại cây rất là đa dạng. Tất nhiên là vẫn phần nhiều là xanh. Có cả những tác phẩm cơ đại, rồi cây tầm trung, rồi cây mini. Xanh Nam Điền dáng đổ một cặp. Nhiều tác phẩm khá là chất lượng.
cái không gian này ngày càng hoàn thiện và còn khá mới. Video này thì xin tạm thời kết thúc ở đây. Mình sẽ hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video báo giá tiếp theo.